xin chào. Chết, lại quen cái thói xưa thật cũ là lúc nào xin chào cũng gào rõ là to lên. Hello, xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Xin lỗi vì nhỡ làm các bạn giật mình nhá. Chào mừng quay trở lại với Sneaky Sasquatch The Game. Giả lập mà kẻ mai cũng biết là ai đó, nhưng chúng ta không được nhắc đến kẻ đó, tại vì kẻ đó đánh đá lắm các bạn ạ. Vâng, thì các bạn đòi hỏi game này mãi. Game này mới cập nhật phiên bản mới 1.7.4 và nó có thêm vài cái tính năng linh tinh mà mình chưa thèm đọc. Mình cũng chẳng biết là cái tính năng gì, nhưng mà chắc là nó cập nhật thì chắc là kinh khủng lắm. Ok, thì chúng ta cùng bắt đầu đi, để xem là chơi tiếp xem có vấn đề gì. Mỗi lần chơi game này nó hơi bị lâu một tí. Tôi nói thật các bạn là mỗi lần chơi game này hơi lâu một tí. Nên là mình thì không lười đâu, nhưng mà kiểu cái cơ chế tự phòng vệ của mình ý, nó bảo là mày phải nghỉ chơi đi. Tại vì chơi game quá 180 phút một ngày sẽ khiến mày không còn được đẹp trai như trước nữa. Thế là tôi cũng phải nghỉ. Ok, đào đất cái nào. Vừa vào có khoảng mua đất để đào. Tôi cảm thấy đây sẽ là một ngày tuyệt vời đây. Thì trước là chúng ta đang làm gì nhỉ? À, chúng ta đang kiếm con chó đúng không các bạn? Đúng rồi, đang kiếm con chó. Thì đang kiếm dở rồi. Và bây giờ mình cũng quên con ngựa mất là con chó nó ở đâu rồi. Thì chắc là bây giờ mình sẽ làm quả teleport về nhà đi. Ngoan thế nhở. Này, ai mà cũng ăn như mình thì có vẻ là thế giới không bao giờ có chuyện là rác thải nhựa với lại là những cái đồ rác linh tinh nó trôi đầy ở biển không, đúng không? Ăn là ăn cả vỏ luôn, hợp lý thế. Này, mình chả nói gì đâu, thế nhưng mà mình phải công nhận là mấy người trong khu cắm trại này hiền vãi chưởng. Các bạn xem, kiểu mình đến lấy đồ ăn của họ mà họ vẫn chả quan tâm, họ cho mình lấy bình thường. Miễn là họ tưởng mình là con người thì họ sẽ để yên cho mình lấy đồ ăn. Ước gì nhận đói 1945 mà nó cũng được như thế này, có phải tốt không? Ôi dồi. Ôi ôi, tôi mới đi có một tí mà tôi mang về bao nhiêu đồ ăn ạ. Ôi ôi, ngon 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 ngon. Ok, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8. Ok. Alo. Yongseo Ajinomoto Siklo. Xin chào. Ô, lại là anh hả? Vẫn tìm chó hả? Tôi nghe nói rằng là con chó của tôi nó ở khu vực sân gôn. Ở khu vực sân gôn thì nó gọi là dễ vãi linh hồn. À, nào, như thường lệ vậy chúng ta sẽ ăn cắp quả xe xanh lá cây này. À, ủa, xe này có cả mở được cả cốp cơ à? Gắt. Đấy, ui dồi. Thôi kia đi đã. Đấy. Ui, ê, 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 có hai chân mà trời, đọ bốn bánh à? Ăn thế nào được? Ê. Đấy, khu vực sân gôn này nó lại ở gần các bạn ạ. Hợp lý. Nào bây giờ chúng ta sẽ xuống. Đây đây đến nơi rồi. Bây giờ là mình sẽ đứng lại để mình xem là cái vết chân chó nó ở đâu. À, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, chân chó đây rồi. Chết con cụ này rồi, con lợn này. Ok. Đi hướng này này. Ok, vẫn đi hướng này, vẫn đi hướng này nhá, vẫn đi hướng này. À, phân chó đây rồi các bạn ạ. Mình đang phải thôi, đồ gì mà chả dùng. Cặp a đây 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 a chó của chúng ta đây. Đói ông em ăn cứt không? Ôi dồi ôi, túi thôi toàn cứt chó. Ăn không? Đâu có ăn. Mệt vãi. Ok, à, ăn chút chích đi. Các bạn thấy có cách nào, các bạn có biết là cách để chúng ta làm mọi thứ dễ thương không? Đó là biến tất cả những chữ x thành chữ chờ. Ví dụ như là xúc xích thì là chúc chích. Đấy. Cười khúc khích thì là cười chúc chích. Này ăn đi em. Đâm hết đi. Này nó bắt đầu yêu thương mình rồi đấy. Ăn đi con lợn này. À ha, mình sẽ được 2 tim rồi, mình sẽ được 2 tim rồi. Ok, rồi nó no rồi. Nó ăn xong nó cút con ngựa luôn. Mất dạy thật. Bây giờ này, mình nghĩ là mình có cách để có thể cho cái đống phân này vào chỗ khác. Nhưng mà để có thể cho đống phân vào chỗ khác thì chúng ta sẽ cần phải đi đến cái cửa hàng tạp hóa. Và cửa hàng tạp hóa nó sẽ có cái kiểu túi đựng phân riêng cho chó ấy. Các bạn đừng hỏi mình là tại sao đi. Hiểu không? Tôi biết là các bạn đang thắc mắc là tại sao, nhưng mà con chúa mới biết. Chịu chịu. Thì bây giờ là mình sẽ phải cướp một con xe Lamborghini gì đó để mình phóng thẳng đến cửa hàng tạp hóa. Đây rồi. Cửa hàng tạp chủng của chúng ta đây rồi. Đây. Nhảy xuống. Quả có cái ATM ạ. Hợp lý với trưởng, mày rút tiền à? Ồ, thú vị. Cái này nhiều thứ hay đấy. Đỉnh, 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 đỉnh. Ok, ok, ok. Pet shop này. Mình nhớ là có túi. À đây, túi đựng phân đây. Poop bag. Đắt thế nhở? Mình người mua túi. Nhiều túi thế, mình có 20 túi rồi.
Bây giờ mình cần phải làm nào để đựng cái phân đấy vào cái túi? Làm nào? Hay là cái gì mà mình cầm rồi thì mình không thể thay đổi được? Kiểu mình đã cho vào túi của mình rồi thì mình không rút ra được ấy. Có lẽ nào? Vậy là mình cũng muốn mua ít đồ ăn cho chó luôn. Dog cheat này. Đắt thế nhở? Cắt cổ ạ. Này là bố chó chứ có phải là chó gì nữa. Kinh khủng khiếp mẹ. Tao còn chưa dám ăn nhiều này, cả bộ đồ quần áo trên người tao có giá 150 thôi. Mày chơi một quả đắt vãi linh hồn. Vãi trưởng. Mình vừa đọc trên mạng các bạn ạ. Uầy, cái gì không biết thì đúng là trong Google. Họ bảo là bạn có thể vứt đồ đi cũng được, nhưng mà nếu mà muốn làm một công dân gương mẫu đấy, nghe theo lời bác Hồ dạy, đó là giữ gìn vệ sinh thật tốt, thì chúng ta hãy ném con ngựa đó vào thùng rác. Ok, nào mở rác lên này. À, hợp lý. Đấy, con ngựa. Hay, như vậy tôi không còn phải chứa cả thức ăn với lại phân nữa rồi. Hợp lý quá. Xịn. Oài, được nhở. Bây giờ mình cần phải làm theo này. Nhẹ nhàng đóng nắp lại để không ai biết là mình vừa cho phân vào đây. Đấy, hợp lý chưa? Ok, giờ mình có thể ngủ ngon tối nay mà không sợ tâm hồn mình bị giằng xé rồi, hiểu không? Ok, đi ngủ. Rồi, sáng sớm dậy rồi. Sáng dậy thì chúng ta cần phải làm gì? Ăn sáng nó có ít calo các bạn ạ. Ok, làm điếu thuốc hào cho nâng cao sức khỏe nhá. Chúng ta ăn đồ ăn cho chó nhỉ? Để mình thử ăn đồ ăn cho chó thôi nào. Ui, đây con ngựa ăn được luôn. Xịn. Ui, đồ ăn cho chó này xịn đấy. Hợp lý các bạn ạ. Sáng ăn được khẩu phần ăn kiểu tầm 1000 calo, xong rồi làm quả cardio như thế này chả bao lâu mình 6 múi các bạn ạ. Xịn. Lại gọi điện thoại. Ui. Này, cái ông nào làm quả bốt điện thoại này sướng. Được đại gia dưới FG gọi sức này. 5 5 5 5 6 7 8. Alo bạn à. Ok, bạn ở đâu? Lumble Mill là ở chỗ nào? Ông bảo là con chó không tìm được ở chỗ Lumble Mill. À, Lumble Mill là cái đoạn trên đường đến cái khu vực mà resort nghỉ dưỡng và núi trượt tuyết. Đây, các bạn thấy cái hình khu gỗ này không? Đấy, đấy là nơi chúng ta có thể tìm được Greenwood, một cầu thủ của Manchester United. Bây giờ đã được đem bán rồi, nhưng mà niềm yêu thương của anh sẽ mãi mãi ở trong chúng ta. Đấy, thì đến đấy sẽ tìm được Lumble Mill các bạn ạ. À, đấy là Lumble Mill. Đây. Đây đúng không? Các bạn ở đây đúng không? Lumble Mill là này đúng không? Quả đường đất này nhìn khá là căng. À đây rồi, vết chân chó đây rồi. Uầy, thú vị nhờ, thú vị nhờ. Ồ, có kiểm lâm như này. À, lại có phân. Nhưng lần này mẹ tôi là người tốt, hiểu không? Ấy, phân chó tôi đã gói vào trong túi. Rồi, rồi, cất vào túi. Cuối cùng thì nó vẫn vào túi của mình thôi. Thế nhưng mà nó được bọc trong một cái túi khác rồi. Ui, con chó ở đâu? Có khi nào nó đứng ở trong cái khu vực này rồi không? Có khi nào nó bị cưa làm đôi rồi không? Chắc là không đâu nhỉ. Đây đây, mình thấy lại có vết chân chó ở đây nữa này. À, phân chó chứ, không phải vết chân chó mất. À, đây đây, nói rồi. Con lợn này. Ok, cắt đi. Nào đây, nói chuyện. Này, đớp đi em. Hình như là cho nó ăn cái này nó yêu nhiều hơn hay sao các bạn ạ. Mình cảm thấy thế. Rồi. Mà cũng chẳng biết nữa. Mình thấy nó vẫn thế à. Nó lại vô ơn, lại xúc vật. Bố mày giết mày. Thôi tôi lại đi về. Xong rồi tôi lại đi về. Rồi sáng nay mưa thế nhở. Cụ rùa thủy đã đến đây rồi. Mưa quá. Ai à. Chính ra là trong cái game này nó có rất là nhiều khu khác nhau nhá. Nên đâm ra nhiều lúc rất là khó để tìm được cái khu nào với khu nào. Kiểu cái bản đồ nó không chỉ là hiện tại mình ở vị trí nào ấy. Ê, vẫn còn đồ ăn đây, thoải mái các bạn ạ. Còn xúc xích các thứ. Xúc xích này kiểu nó rất là nhiều chất bảo quản ấy. Mình ăn vào khả năng là khi mình chết đi thì xác của mình sẽ không phân hủy được. Tại vì là các bạn thấy đấy, cái xúc xích thì để bao nhiêu ngày nó có hỏng đâu. Ở đây mình có cả quả táo nữa mà các bạn biết đó là này, có quả táo túi này. Mà các bạn biết đó là cách để phân biệt táo Trung Quốc bị nhiễm thuốc với lại là táo Mỹ được trồng tự nhiên bằng cách nào không? Đó là các bạn có thể mua quả táo về, sau đó các bạn để đến nắp tủ lạnh. Các bạn để đến một tháng, nếu mà sau một tháng mà quả táo bị ung thì các bạn không nên ăn nữa. Mà nếu mà nó không bị ung thì các bạn cũng không nên ăn nữa. Tôi hy vọng là cái kho báu mà tôi tìm được sau khi có đủ các mảnh bản đồ nó là kho báu khoảng 100 đồng Bitcoin. Chứ còn kho báu 100 đồng vàng thì không đáng. Ok.
con chó nó ở sao các bạn ạ? Ở thị trấn, ở tít khu này. Ok, như vậy là muốn đến khu thị trấn thì cũng đơn giản thôi, mình chỉ cần đi qua cái kiện mã hóa là mình đến. Mình cũng sắp hết tiền rồi, hay là mình làm quả thử thách với con cáo xem nào. Ok, xem nó có việc gì nào. Con này nó đang bảo mình là nếu mà bây giờ mình vào trong cái khu vực Ranger Station này này, đấy, cái khu vực mà kiểm lâm ấy, thì có một cái ông mà ông ngủ, ông ngáy rất là nhiều. Và nó bảo là mình vào đấy xong rồi mình chơi kiểu phóng hỏa, xong rồi kích hoạt cái chuông báo cháy để cho ông ấy tỉnh. Nói mày bị điên à? Mày ngu nó vừa chứ. Óc chó này nữa. Tao cũng không đòi hỏi một con cáo đâu, nhưng mà mày ngu thật sự đấy. Anh ơi, tí nữa thôi, đừng bắt em. Đánh con ngựa. Uầy, xịn xò con bò thật. Mình sống các bro ơi. Tôi sống rồi. Mày không thể ngờ mình đã thoát ra khỏi đấy một cách dễ dàng. Mà cũng không dễ dàng lắm. Mình tưởng mình chết chắc rồi cơ. Hợp lý quá. Uầy, sát đít mình rồi ạ. Sợ thật. Ok. Cái rồi, mình bắt qua cầu rồi. Mình gần đến thị trấn này. Đến khu này đúng không? Có con vịt đây. À, chặn đổ xăng cơ. Đấy rồi, vết chó rồi. Uầy, đây rồi. Có chặn đổ xăng ạ. Mình không quan tâm lắm đến khu vực này. Vết chó nó dừng lại ở đâu nhỉ? À, siêu thị à? Ai à? Đỉnh thật đi. Bọn này nhá, mày bịt cái khẩu trang vào cái khu này mới tinh. Uầy, thịt thủng. Ôi, thì thông khói. Gân bò, bò ba chỉ bò Mỹ. Nấu lẩu, nướng, nủng các thứ, nhà vệ sinh. Không phải nhà vệ sinh, từ từ. Qua được, còn mình vào đấy để nấp. Ok, xịn vãi trưởng ạ. Uầy, em nói chi tiết thật đi. Có cả hành lá các thứ này. Rau bắp cải này, súp lơ trắng này. Ui, xịn. Đấy rồi. Ý, nhầm. Ok, nhặt phân đi. Mình tưởng là nếu mình không nhặt phân có làm sao không? Hay mình bắt buộc phải nhặt phân? Tệ đấy. Đây là con chó rồi. Ok em, lại đi, ăn đi. Tốn nhiều tiền cho mày quá con lợn ạ. Mẹ đúng là mắc khăng nên hỏi ông trời. Lấy tiền cho chó có đòi được không? Ok, xong rồi đấy. Lại về. Nhưng mà bây giờ mình đang hết tiền để mình mua thêm cái thức ăn cho chó rồi. Mình đang tính xem là có cái cách nào khác để kiếm thêm chút tiền không? Bây giờ cái gì cũng cần tiền các bạn ạ. Mới đấy mình thấy có con vịt đây. Không biết là con vịt này nó có cái bầy trò gì để mình kiếm thêm ít tiền không. Đây con vịt này, xem nào. Con vịt này. Tôi đã đi tìm kiếm những mảnh bản đồ kho báu ở đây, nhưng tôi không thấy mảnh nào. Tôi nghĩ rằng chúng nó đã ở công viên. Hả? Mày bị điên nè. Viên gì mà viên. Tao về. Con dở người. Tao tưởng mày cho tao tiền. Mày tự nhiên. Ô bạn đấy à. Hôm nay bạn đẹp trai thế. Sự đẹp trai này của bạn xứng đáng 1.000 đồng vàng. Thế thì tao còn nghe được. Tự nhiên bảo bạn nên tìm bản đồ ở công viên. Thế rồi. Mình không hiểu từ nãy giờ mình đeo tai nghe làm gì. Đấy con ngựa. Chơi từ nãy sợ rồi bây giờ không biết đeo tai nghe làm gì ạ. Thôi khó hiểu thật. Ngáo thế nhở. Già quá rồi giờ hơi. Khùng khùng điên điên đâu. Ok lại gọi điện tiếp. Ok, xem con lợn nó bảo ở đâu nè. Ok. Harvey Park. Mình biết khu vực đấy đâu. Harvey Park là cái chỗ công viên mà hay có cái bọn dở người nó lái mấy cái xe to tướng đến ấy. Xong bọn nó đỗ đấy nè. Mà nó cắm trại đấy luôn ấy. Thì mình cần đi đấy, nó gần đây thôi. Chân chó đây rồi. Chúng ta cần tìm hai chân chó và hai phân chó. Đây rồi. Ok. Ok bạn nhớ. Ăn táo đi em. Bổ sung vitamin. Ok. Này. Nó gần yêu mình đấy các bạn ạ. Ui. Con chó nó gần thích mình rồi đấy. Ờ đúng rồi. Phải cho nó ăn thức ăn cho chó nó mới thích mình hơn. Chứ cho nó ăn thức ăn cho người nó chỉ thích một tí thôi. Còn lợn này. Hãm thật. Kén cá chọn canh. Bây giờ tôi phải đi kiếm tiền. Tôi có cái công việc gì như kiểu bán thân hoặc bán thận để kiếm tiền không? Chứ bây giờ đi kiếm tiền bằng cái cách đó là đi bảo mấy con cáo đấy đến bao giờ? Không cách nào khác à? Không cách nào mà kiểu kinh khủng khiếp mà để kiếm một đống tiền cùng một lúc không ta? Giờ hơi nhỉ? Ok, thế tôi đi kiếm tiền con này vậy. Ok, nó bảo mình vào đây. Mở chuông báo cháy.
Con ca lên. Đây rồi, nấu đồ ăn. Đen rồi, đen rồi, đen rồi, đen rồi, đen rồi, cháy rồi, cháy rồi. Cháy không? Có đủ sức không? Không đủ sức à? Mình thật là mất dạy. Thế có ai mất dạy như mình không? Ở rồi, xong 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 xong. Ok, ok. Xong rồi. Nice. Ok, mình đốt cả phân chó. Anh cứ ngựa tiêu hủy mà là. Ok nhá, ok nhá. Mình nhớ là con thỏ nhà ấy, nó có gạ mình đua thêm ván nữa. Thì có khi mình về đấy mình đua thêm ván nữa, có khi là này cho mình nhiều tiền hơn. Mình nghĩ như thế. Giờ mình về mình đua con thỏ còn nữa này. Ê, con thỏ này, con thỏ này. Gạ mình đua này. À, đua không em ơi, đua không? Ừ, đua. Ok, nó đang ở khu vực cái mê cung. Mê cung. Mê cung, mê cung. Mê cung là cái chỗ nào? Mình biết là có một cái mê cung nhưng mình méo nhớ cái mê cung nó ở chỗ nào cả. Hình như mê cung nó ở tít ở trên cái chỗ chỗ núi tuyết thì phải đúng không? Nếu mình nhớ không nhầm. À không các bạn ạ, mê cung nó ở phía dưới cái hồ cơ. Chứ nó không phải ở trên đấy. Tức là cái mê cung nó ở phía đi xuống cái hồ đi thẳng xuống. Thì mình đến cái mê cung đấy. Ok. Đây rồi. Không biết con thỏ nó ở đâu hay ở đây à? Đây rồi. Lợn này xem nào. Ok, xem nó đến đâu. Úi dồi. Đây là chỗ ngựa nào. Nhìn ngựa này. Ok, rồi mình biết nó ở đâu rồi. Mình biết nó ở đâu rồi. Nó ở phía dưới cái mê cung các bạn ạ. Đây là mình chỉ cần hóa thân thôi, nó bắt mình lột đồ. Sau khi bị lột đồ bởi một con thỏ vô danh từ tốt, thì bây giờ là tôi sẽ chạy xuống dưới, thẳng xuống dưới này. Ok, 40 mấy giây thôi. Cần trương, cần trương, cần trương. Đây, đây, đây. Thẳng xuống đây. Không được có bất cứ một sai sót nào. Ok, xuống đây này. Xong đi sang đây này. Sang đây, sang đây, sang đây. Trời ơi, có cả Ranger kìa, Ranger kìa. Rồi. Có nhai thế. Rồi, ôi rồi, rồi. 14 giây. Tám giây, bảy giây, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Rồi. Vừa đẹp các quý pro ạ. Uầy, xịn sò con chó thật đấy. Rồi, mình có thêm tiền rồi. Đấy là những gì mà mình mong muốn, đấy là những gì mình mong muốn. Bây giờ khi đã có thêm tiền rồi, tôi chỉ cần về ngủ. Sáng mai tôi tính tiếp. Rồi, xem hôm nay bạn chó của chúng ta sẽ ở đâu nào, con chó này. Okay, insert coin, lại thêm tiền vào. Pick up 5 5 5 5 6 7 8. Số điện thoại khẩn cấp này, tôi chơi game này nhiều quá, sau này khả năng là kiểu nhớ mình bị tai nạn ấy. Thay vì gọi 113, gọi 115 thì mình kiểu 5 5 5 6 7 8. À, ông trưởng, ông ấy bảo là con chó của ông nó ngay khu vực cam sai. Cam sai nó là cái khu vực cắm trại ấy các bạn. Uầy, quả khối phân lớn này. Ui, quả xe ninja 1000 phân khối. Ui, 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 đây còn ngựa đâm vào cây rồi. Mà sướng, nhưng mà sướng. Mua 2 túi. Cần 2 túi không các bạn, cần 2 túi không? Chắc 2 túi đấy, chắc phải 2 túi đấy. Ok nha, đã đến pet shop, đã thành công. Bây giờ tôi lại... À không, à, tôi sẽ kiểu đi teleport về. Đây rồi, đây rồi, phân chó đây rồi, tôi thấy đây rồi. Nào, cất phân chó đi. Hướng đằng này. Phân chó này mình nghe nói còn bán được cơ. Không biết là ông nào ông mua để làm cái gì, nhưng mà nói chung là bán được đấy các bạn. Chó đâu? Tôi vừa nhặt quả phân chó đấy, nên con chó phải đâu rồi. Đây rồi. Nào. Ok. Thế con chó nào. Nó sắp thích mình rồi, nó sắp thích mình rồi. Tôi sắp chiếm được cảm tình con chó này rồi. Ok. Một đêm nữa là con chó này sẽ thuộc về mình.
Đêm nay thôi. Qua đêm nay thôi. Ok, sắp đến khu vực gọi điện rồi. Đây sẽ là cuộc gọi điện tử thần. Cuộc gọi điện quyết định làm sụp đổ làng chứng khoán, thay đổi thị trường. Alo, xem nào. Uầy, con chó lần này nó ở ngay khu vực sân đánh gôn. Đây nó gọi là gì nhở? Đây nó gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Cô đã thương thì muốn làm người thường cũng không cho các bạn ơi. Thôi, đuổi thế nào được bạn ơi. Đây rồi, vết chân chó đây rồi. Đây rồi, úi rồi. Cục phân đấy nữa. Lộ rồi em ơi, lộ rồi. Về đây với anh nào. Đây rồi. Ui, kê kê kê. Thế căn cho chó này em. Ơi, rồi, tí rồi. Ngọc. Đây rồi. Đây. Đúng rồi em. Giờ bây giờ mình không có thức ăn chó nữa, mình cho ăn xúc xích được. Chúc chích em, chúc chích đi. Yêu chưa? Yêu anh đi nhá, anh đang gà dùm em. Nó ăn gần no rồi, nó vẫn chưa yêu mình ạ. Ăn thêm quả chocopie nữa, có yêu không? Đây rồi, nó tin mình rồi. Và đây là lúc để tôi lợi dụng lòng tin của nó. Tao sẽ bán mày sang Trung Quốc theo cân. Ờ, đi theo mình kìa. À, hay quá. Ôi, lại đem về đem trả. Mày, con chó này đáng nghe tôi phải mang chó này về. Con này có bộ lông tuxedo bán khá nhiều tiền đấy. Ờ, xem nó cho mình cái gì. Này, con chó này có vẻ thích cậu đấy. Cậu biết không, căn hộ của tôi khá là bé. Có thể con chó sẽ cần thêm không gian thì sao? Có thể chính vì vậy nên ngay từ đầu nó mới chạy ra khỏi nhà. Cậu có muốn làm người chủ mới con chó không? Ôi, được vậy trưởng các bạn ạ. À, các bạn định giá cho tôi con chó này nó đáng giá bao nhiêu? Tôi nghĩ là nó cũng phải xấp xỉ nghìn đô đấy các bạn ạ. À, con chó kiểu corgi lai gấu trúc này mà không được nghìn đô thì hơi phí. Nhận luôn bạn ơi. Được, tuyệt vời lắm. Nhưng mà có một vấn đề như thế này. Tôi cần phải chắc chắn rằng nhà cậu thân thiện với chó. Tiên sư cha mày, bố mày là con khỉ, mày bảo nhà ta thân thiện với chó, đấm một mồm bây giờ. Nghĩa là bạn cần phải có nhà chó và giường chó. Quay trở lại khi nào cậu có đủ những thứ đấy. $1,500 cho cái nhà chó và $1,000 cho cái giường chó. Từ đầu game bây giờ tôi kiếm chắc được bằng 1/5 cái chỗ đấy. Con chó này nên đáng số tiền mà mình sẽ bỏ ra, các bạn hiểu không? Con chó này nên đáng số tiền mà mình chuẩn bị bán thân và bán thận để mình bỏ ra. Nhưng mà thôi các bạn ạ, có lẽ là tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại video sau. Tập sau chúng ta sẽ tiếp tục làm cái công việc kiếm tiền để mua nhà cho chó. Vâng, đấy là kế hoạch của tập sau. Còn bây giờ thì có lẽ là tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại video sau. Đừng quên để lại một like và xong rồi mình giữ à. Tạm biệt các bạn. Bình thường là tôi sẽ kiểu để hên chán này, nhưng mà vì bây giờ đấu tôi chắc con ngựa, tôi có mũ, tôi sẽ kiểu... À, hợp lý không? Bye bye.